Thưa quý vị, sau cuộc họp tại Tokyo, Nhật Bản ngày 8 tháng 11, các ngoại trưởng của G7 đã ra tuyên bố chung để thể hiện quan điểm thống nhất về cuộc xung đột ở Trung Đông, trong đó lên án Hamas và ủng hộ quyền tự vệ của Israel, nhưng cũng kêu gọi tạm dừng nhân đạo để đẩy nhanh việc viện trợ cho dân thường. Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh G7 kêu gọi về hành động khẩn cấp để giúp đỡ dân thường Palestine ở giải đất bị phong tỏa khi họ đang thiếu thực phẩm, nước sạch, thuốc men và nơi ở. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp của Anh, Canada, Pháp, Đức và Nhật Bản, EU nhấn mạnh quan điểm ủng hộ tạm dừng nhân đạo để tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, sơ tán dân thường và thả con tin. Tuyên bố chung cũng lên án tình trạng gia tăng bạo lực của những người định cư cực đoan đối với người Palestine, cho rằng đây là điều không thể chấp nhận được, làm suy yếu an ninh ở bờ Tây và đe dọa triển vọng hòa bình lâu dài. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa hoan nghênh tuyên bố chung, gọi đây là thành tựu đáng kể để G7 đóng một vai trò có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chúng tôi nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm các giải pháp lâu dài và bền vững ở Gaza, và giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất cho nền hòa bình ổn định và lâu dài. Trong kỳ họp của G7 lần này, chúng tôi đồng ý ngăn chặn nguy cơ xung đột leo thang hơn nữa bằng cách phối hợp với các đối tác khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tổ chức một cuộc họp báo sau hội nghị cùng các ngoại trưởng G7 khác. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nêu ra những yêu cầu về ngoại giao để có thể bắt đầu con đường tiến tới hòa bình và an ninh lâu dài. Không có sự tái chiếm đóng giải Gaza nào sau khi xung đột kết thúc. Không có nỗ lực nào để phong tỏa hay bao vây giải Gaza. Không giảm bớt lãnh thổ của giải Gaza. Chúng ta phải bảo đảm không có mối đe dọa khủng bố nào có thể xuất phát từ bờ Tây. Ông nói thêm rằng hệ thống quản lý sau xung đột ở giải Gaza phải lấy tiếng nói và nguyện vọng của người dân Palestine làm trung tâm và giải Gaza thống nhất với bờ Tây bị chiếm đóng dưới sự quản lý của chính quyền Palestine. Israel đã nhiều lần nói với chúng tôi rằng sẽ không quay lại giai đoạn trước ngày 6 tháng 10, trước khi Hamas tấn công. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng tôi đang làm việc với Israel để bảo đảm điều này. Chúng tôi cũng làm việc với khu vực để ngăn chặn những mối đe dọa rộng hơn nhằm vào các đối tác và bạn bè của chúng tôi. Sau hai ngày họp, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã kết thúc với tuyên bố chung khẳng định giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường duy nhất để đem lại hòa bình lâu dài cho Israel và Palestine. G7 cũng khẳng định lại lập trường trong hàng loạt vấn đề nóng của thế giới, bao gồm xung đột Nga-Ukraine, tình hình bán đảo Triều Tiên, các diễn biến ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo thống kê mới nhất, các cuộc tấn công của Hamas đã khiến hơn 1.400 người Israel thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Thương vong ở giải Gaza thì đã vượt con số 10.000 người thiệt mạng, bao gồm nhiều trẻ em. Những nỗ lực giải quyết vấn đề nhân đạo tại giải Gaza đang được triển khai trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc và đối thoại với Mỹ, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, giải quyết thỏa đáng những khác biệt giữa hai nước và nỗ lực chung để đối phó với các thách thức toàn cầu. Ông Hàn Chính đưa ra phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới Bloomberg ở Singapore, ít ngày trước khi diễn ra hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại San Francisco từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11. Hôm 1 tháng 11, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp sự kiện này. Theo ông Hàn Chính, những tương tác chính thức gần đây đã phát đi tín hiệu tích cực và nâng cao kỳ vọng của thế giới về sự cải thiện trong quan hệ Mỹ-Trung. Chính phủ Đức và chính quyền các vùng liên bang đã thỏa thuận chung đưa ra một loạt những biện pháp thắt chặt chính sách di cư và tị nạn để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp vào Đức trong bối cảnh kinh tế suy thoái và sự mở rộng ảnh hưởng của chủ nghĩa cực hữu. Theo thỏa thuận chung vừa được thông qua giữa chính phủ Đức và chính quyền các vùng liên bang, ưu tiên hàng đầu sẽ được dành cho các điều khoản rút ngắn thời gian xử lý các đơn xin tị nạn, đồng thời đẩy nhanh xử lý thời hạn kháng cáo pháp lý đối với những đơn bị từ chối thay vì sẽ kéo dài trong nhiều năm như trước. Đức sẽ thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận di cư với các quốc gia gốc của người di cư hoặc với những quốc gia trung chuyển nhằm đơn giản hóa việc trục xuất những trường hợp nhập cư bất hợp pháp. Đức cũng tăng cường kiểm soát biên giới nội bộ châu Âu và có kế hoạch kiểm tra tình trạng hợp pháp của những người xin tị nạn ở các nước thứ ba. Ngoài ra, chính sách đoàn tụ gia đình cũng sẽ được thắt chặt. Đây có thể xem là sự đảo chiều trong chính sách nhập cư và tị nạn của Đức so sánh với chính sách cởi mở với người nhập cư dưới thời Thủ tướng Angela Merkel. Hôm nay ngày 8 tháng 11, chính phủ và người dân Philippines tưởng niệm hơn 6.300 nạn nhân thiệt mạng do siêu bão Haiyan đổ bộ vào nước này hồi năm 2013. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho rằng biến đổi khí hậu cần trở thành một nội dung quan trọng trong các chính sách quốc gia.
Phát biểu tại Tacloban, thành phố ở tỉnh Leyte bị tàn phá nặng nề trong siêu bão Haiyan, Tổng thống Marcos Jr. chia sẻ, 10 năm đã trôi qua, song ký ức về thảm họa này vẫn chưa hề nguôi ngoai trong tâm trí và trái tim của người dân Philippines. Ông cho rằng Philippines cần xây dựng những cộng đồng dân cư bền vững hơn và có khả năng chống chịu thiên tai tốt hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động khó lường. Tham dự lễ tưởng niệm còn có nhiều thành viên nội các, quan chức ngoại giao nước ngoài, những người sống sót cùng thân nhân người thiệt mạng và mất tích.